Xin chào tất cả anh chị, chào anh chị đã quay trở lại với kênh của mình. Cổ phiếu VEB thì ở giữa tuần trước mình đã giới thiệu với anh chị thì siêu phẩm EIB đúng không ạ? Thì sau thì cái phiên hôm qua, hôm hôm thứ sáu cuối tuần thì thị trường có điều chỉnh cho nó có test lại nên hôm nay thì đã chính thức là có những tín hiệu là có thể vào sóng rồi. Thì nếu như anh chị chưa mua thì cả phiên tới nếu như mà anh chị có kinh nghiệm thì nếu như nó test lại á mà anh chị thấy khối lượng nhỏ thì anh chị có thể tham gia tiếp được. Vậy câu hỏi tiếp theo là sau EB thì sẽ có những cổ phiếu nào, thì video hôm nay mình cũng sẽ chia sẻ với anh chị. Có thể là phiên mai phiên kia anh chưa mua được đâu anh chị, nhưng mà anh chị có thể theo dõi vào danh mục anh chị theo dõi để mà nó vẫn đồng ổn là anh chị có thể tham gia được, có top 3 cổ phiếu anh chị. Đấy, thì đó là nội dung chính hôm nay của chúng ta. Còn hôm cuối tuần á, về thị trường chung thì hôm cuối tuần thì anh chị theo dõi anh chị biết rồi, chúng ta đã nhận định là thị trường sẽ có nhịp hồi. Đúng thật là nó có nhịp hồi. Thì lý do vì sao thì ở video cuối tuần mình đã chia sẻ rồi. Anh chị chưa xem thì anh chị theo dõi xem lại video cuối tuần của mình đúng không ạ? Đấy thì tất nhiên thì hôm nay nó hồi thật và đóng cửa cao nhất phiên. Đấy, nhưng mà để theo dõi các phiên nhịp hồi này có thể lên được 1280 hay là 1290 như video cuối tuần chúng ta chia sẻ không á, thì anh chị xem thử là các phiên tới nó có hồi được lên hay không, và nếu lên được hay không thì lên vùng nào thì chúng ta xem, có thể lên 1270, có thể lên 1300 cả đầu trước biệt, hoặc là 1280 1290 như tầng giá chia sẻ. Nhưng mà nếu lên đó mình cũng từ nếu gì nhé, nếu lên được đó thì chúng ta tiếp tục có những cái dữ liệu chúng ta phân tích tiếp theo anh chị. Đấy, còn hiện tại thì chúng ta không đoán được đâu. Hôm nay mặc dù thị trường điều chỉnh, xin lỗi, thị trường rút chân và khối lượng nhỏ, biến đồ cũng không lớn. Đấy, nhưng mà chúng ta thấy rằng là có thể rủi ro vẫn đang còn, nhưng vấn đề là cổ phiếu của anh chị có ổn hay không thôi. Đấy, và trong những giai đoạn thị trường có hồi lên hay có điều chỉnh hay là có tái tích lũy hay có phân phối ấy, thì vấn đề là anh chị nên tập trung vào cổ phiếu, đó là điều quan trọng. Đấy, tất nhiên chúng ta phải ưu tiên thị trường, thị trường có lên thì rõ ràng là cổ phiếu chúng ta sẽ mạnh hơn, còn thị trường mà đi sideways thì cổ phiếu chúng ta sẽ lên chậm hơn, và thị trường đi xuống cổ phiếu chúng ta có thể tích lũy là ngon nhất rồi. Đấy, thì đó là về yếu tố thị trường. Thì chúng mình vẫn giữ quan điểm như hôm thứ sáu của tuần thôi anh chị nhé. Còn đợi đến khung đồ ngay, còn nếu khung đồ dưới ngay thì nó vận động như hôm chúng ta chia sẻ thôi đúng không ạ? Đấy, có thể là phục hồi lên vùng này, chúng ta chờ thêm là các phiên tới nó phục hồi lên được hay không, và nó lên đây thì chúng ta tiếp tục có dữ liệu chúng ta phân tích. Khi đó dựa vào khối lượng, dựa vào cung cầu và dựa vào biến đồ dao động giá, và nó xem thử nó có thể đạt một cái mẫu hình nào đó hay không. Mình lấy ví dụ bây giờ mình về có thể là anh chị hay không hình dung ra. Đấy, mình lấy ví dụ nhé, có cái bản tụt là nếu như thế này gì này, có thể tụt là nó hồi lên đây một lần nữa này, để nó rủ về đây một lần test lại cái đỉnh này, đỉnh của phiên hôm nay ấy, một lần nữa này. Đấy, có thể thấp hơn một tí rồi lên đây 1280, nó vong xuống một phát rồi lên 1290 kiểu như thế này ấy, thì nó là hình thành một cái mẫu hình. Anh chị hình dung ra mẫu hình gì đó, là mẫu hình vai gì này, đầu này, đây sẽ là vai này, như vậy thì đầu vai ngược, đấy là kịch bản tốt đúng không ạ? Đấy là kịch bản tốt. Còn nếu như nó không ổn á, đó là kịch bản xấu á, thì nó sẽ như thế này gì này, nó sẽ có thể có những nhịp hồi lên đấy, nó hình thành ba đỉnh đúng không ạ? Hình thành ba đỉnh đấy, sau đó nói là nó gãy lại hôm nay. Thì nói chung là chúng ta không đoán được cái vấn đề nó hồi lên một khối lượng nhỏ thì chúng ta hết sức cẩn trọng, nếu kiểu như thế này thì chúng ta hết sức cẩn trọng đấy. Nhưng mà việc chúng ta là nếu đoán đúng thị trường chúng ta chứ hẳn là có tiền đấy, đoán sung đoán sai thị trường chúng ta vẫn có thể đấy nhá, không sao cả đấy. Thì đó là về một số cái lưu ý anh chị chú ý cho mình như vậy, nhưng mà về khung đồ ngay và khung đồ dưới ngay như vậy thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi nhanh vào các cổ phiếu thôi anh chị. Hôm nay thì mình không phân tích nhiều đâu đấy, và các dòng mình sẽ không dành thời gian phân tích, bởi vì là hiện tại mình xem hết rồi, hết phiên là mình về cơ bản cả phiên mình theo dõi, và vừa rồi mình có theo dõi và những cổ phiếu nào ổn nó mình có đưa vào danh mục mình theo dõi rồi, cuối phiên thì mình có lượt lại về cơ bản là hết cả cổ phiếu, nhưng mà không thấy ổn lắm đấy, không thấy ổn lời đấy là mình nó để lên trong ngắn hạn anh chị nhé. Lên trong ngắn hạn thì có thể là có cả cổ phiếu tí mình sẽ giới thiệu anh chị. Còn bây giờ chúng ta sẽ có cả cái cổ phiếu mà anh chị nên quan tâm á, thì anh chị lưu ý cho mình rằng là cái nhịp gần đây là cả cổ phiếu mình đã từng chia sẻ với anh chị có, nếu như anh chị theo dõi lâu anh chị biết này, PVS cái vùng này chúng ta vẫn ăn được này, vùng này anh chị ăn được vùng này thì đúng không ạ? Đấy, thì đó là PVS một khúc này, rồi tiếp theo ví dụ PVP này, xin lỗi, PVP này, vùng này chúng ta mua đây này đúng không ạ? Chúng ta ăn được đây này, rồi tiếp theo là PVT này đúng không ạ? PVT chúng ta mua cái test này này ngay 5 tháng 3 này đúng không ạ? Đấy, xin lỗi, ngày 3 tháng 5 đúng không ạ? Chúng ta đã ăn một khúc này này. Xin lỗi anh chị nhá, cái này là cái ngày 3 tháng 5 mà.
Đúng đấy, cái 3 tháng 5, ngày 3 tháng 5 chúng ta ăn một khúc này này, đúng không ạ? Rồi là ví dụ gần đây nữa là như thế là BR này, mua vùng này 19.000 này lên đây một khúc này, đúng không ạ? Rất là nhiều cổ phiếu ngon. Đấy, gần đây nữa thì chúng ta thấy rằng là cổ phiếu bánh, đó là cổ phiếu như là EIB. Đấy, EIB thì hôm nay đầu phiên chiều và cuối phiên sáng có thông tin liên quan đến gạch mua rồi thì Vietcombank bán đấu giá các kiểu. Nhưng mà đó là câu chuyện thông tin thôi, mình không bao giờ đánh theo thông tin anh chị ạ, mình đánh theo mẫu hình. Và cái này thì cổ phiếu này là giữa tuần trước là mình đã phân tích cho anh chị rồi, nó có mẫu hình hẳn hoi, nó có dòng tiền tham gia hẳn hoi anh chị. Anh chị chưa xem video đó thì anh chị theo dõi, anh chị xem lại cái nội dung mình phân tích ở giữa tuần trước đấy. Còn hôm nay như thế này thì cũng có thể là các phiên tới nó thì chỉ nhẹ về vùng giá khoảng 18.5 có thể thôi. Đấy, sau nó tích lũy và biến đồ khối lượng nhỏ, tiếp theo là nó sẽ có những cái điểm anh chị mua thêm. Hôm nay ví dụ là mua thêm con này giá 18.15. Hôm tuần trước là mình mua ATC, hôm thứ năm tuần trước mình mua ATC là gì nè, 18.5. Hôm nay mua phiên sáng lúc 11 giờ 18 phút đó là một lô nữa là mình đã đánh đến 45% tài khoản của cổ phiếu EIB rồi. Đúng ạ? Đấy là hiện tại là cả lô phiên sáng nữa là lại đâu đó gần 3% rồi. Đấy, có một lô là chiều nay hàng về, còn lô mua sáng này. Đấy là 18.15. Đấy thì cả phiên tới nếu trong trường hợp nó tích lũy lại khối lượng nhỏ thì anh chị vẫn tiếp tục nắm giữ được. Còn kỳ vọng cổ phiếu này là mình đã về anh chị rồi, ở vùng giá này nhỉ, vùng đỉnh trước này. Đấy, ngắn hạn là cùng vùng này tất nhiên nó không phải một phiên hai phiên nó thể lên đây được. Và nó phải mất một quá trình có thể lên giá 20 nó rung lắc một số phiên sau đó nó mới phi lên đây được. Đúng không ạ? Còn nếu anh chị nhìn xa nó phải vùng trên này này. Đấy, 28.000 29.000 đến này gì này, 30.000 đến này này. Đấy, còn nền này thì vùng kỳ vọng trên này là hoàn toàn có thể anh chị nhé. Hoàn toàn có thể. Và nếu như nó lên vùng đỉnh trước này á là anh chị biết không ạ, là gần nhân đối đấy. Đấy là quá trình lâu dài, chúng ta chưa nói được tâm lý của hầu hết chúng ta đấy chứ nè, trong phiên đấy và rất ngắn hạn. Do đó là hiện tại như thế này thì anh chị có thì anh chị cứ nắm giữ thôi, đúng không ạ? Còn tiếp theo là mình sẽ giới thiệu với anh chị là các cổ phiếu mà anh chị nên chú ý. Đầu tiên là nhóm ngành dệt may á. Dệt may anh chị nên chú ý con ADS này gì này. ADS này là công ty cổ phần tập đoàn Đàm Sàn. Đấy thì vì sao mình giới thiệu anh chị á, là nó có nền tích lũy anh chị này. Cái vùng này có thể là nó vùng spin này. Ở cái vùng giá 12.312.000 này đấy là vùng spin, spin. Và đây hiện tại nó đang gặp đỉnh trước, nó rủ lại. Rủ lại anh chị thấy cái gì không ạ? Thấy khối lượng nhỏ. Thì anh chị xem thử là cả phiên tới, ví dụ nó là có những quá trình cân bằng lên ở vùng giá 14.000, nó cân bằng được ở vùng này là anh chị sẽ có những điểm anh chị mua. Anh chị có thể sử dụng một cái chiếu nào đó, có thể là sử dụng chart 1 giờ, có thể là anh chị sử dụng chart 30 phút để tìm cái điểm mua cho ok. Còn cổ phiếu này là thua lỗ là hơi thấp, có vẫn có khả năng là sẽ có những thua lỗ nhưng mà rất thấp, bởi vì cái nền tích lũy rất ổn rồi, nó đã có spin rồi, bất trước đó có yếu tố thông tiền tham gia vào rồi, thì những cổ phiếu này anh chị hết sức chú ý cho mình. Thì còn tập đoàn Đàm Sàn này là anh chị hết sức chú ý nha. Đấy, có thể phiên mai chưa mua được nhưng mà cũng có thể là phiên mai mua được. Cái này là nó tùy vào diễn biến trong phiên, thì chúng ta có những chiến lược chúng ta tham gia, chúng ta chuẩn bị cái kế hoạch trước, chứ không phải nói như vậy là mai mua được hoặc là phiên kia mua được, có thể cả tuần sau nó mới mua được, đúng không ạ? Đấy thì dệt may anh chị chú ý còn cổ phiếu này. Thì vì sao mà mình không giới thiệu con TCM? Đấy, mặc dù nó đáng như là nó đang gặp đỉnh trước này, nó đang cân bằng đây. Vì sao mình không giới thiệu này? Mình vẫn theo dõi cổ phiếu này nhưng mình không giới thiệu anh chị, bởi vì anh chị thấy nó lên cao cái gì không giảm. Nhưng mình mà thấy ngon là mình sẽ ok đấy, mình sẽ có những kiểu điểm anh chị vào. Vì sao mình giới thiệu ADS? Bởi vì con này là nó chưa lên, nó đang tại nên. Và vừa rồi chúng ta thấy nó đang tẹt lại khối lượng rất nhỏ, là một cổ phiếu rất tiềm năng và tích lũy rất chặt. Do đây là những cơ hội, và nếu như anh chị thích giá mà không cao là anh chị để ý cổ phiếu này. Đấy, còn ví dụ về cơ tế hiện tại vẫn khá ổn anh chị này. Đấy, nhưng mà những cổ phiếu này thì thường là anh chị sẽ không dám mua. Và anh chị rất là dễ sợ cắt lỗ, nhưng mà nếu trong đời và thị trường cân bằng mà nói như là nó chạm mưa 20 các kiểu á, là anh chị sẽ tìm những điểm anh chị tham gia là rất ok. Đấy, chứ không phải là nói vì sao mà ông giới thiệu là con ADS tập đoàn Đàm Sàn này mà anh không giới thiệu TCM hoặc VGT hoặc TNG là vân vân, nó không phải. Đấy, những con này nó đã lên rồi và hầu hết tâm lý của chúng ta là không muốn giá cao. Con mua ở trên này cũng rất khó. Khó ở chỗ nào à? Khó là khó ở chỗ là anh chị không nhìn ra là phiên tiệt cung và không nhìn ra là mẫu hình ở khung chặt 1 giờ. Đấy, anh chị lưu ý nhầm mình nhá. Đó, dệt may. Còn nhóm tiếp theo đó là khu công nghiệp.
khu công nghiệp anh chị ạ. DTD đấy, Thành Đạt đấy, đầu tư phát triển Thành Đạt, hiện tại nó gặp đỉnh trước anh chị này, thấy chưa, đỉnh trước đúng không ạ? Thì con này hiện tại nó đang dưới đỉnh trước đấy, nó đang hiện tại đang ở ngang đỉnh trước và vừa rồi dòng tiền vào khá ổn. Như vậy các phiên tới anh chị có thể là quan sát cổ phiếu này có thể nó lên vùng giá 34 35 kệ nó, nếu nó lên luôn là kệ nó, nhưng mà nó rủ lại có một cái chân ở đây nữa thì anh chị sẽ có một cái điểm mua ở đây số 2 đây, ở vùng giá 32.000. Yêu cầu là cả cái phiên tới nếu ok là cái biên độ nó không lớn, là thứ nhất, thứ hai khối lượng phải nhỏ xuống đúng không, và nó có thể test về vùng này, vùng 32 có thể thôi. Còn nó lên là kệ nó, không phải là không có giá cao không đua lệnh, nhưng anh chị lưu ý rằng nó lên 35 36 kệ nó sẽ rủ lại một phát là anh chị sẽ có một cái mẫu hình để anh chị tham gia nha. Đó ngay nha, khu công nghiệp. Rồi tiếp theo thủy sản. Thủy sản thì mình thấy con này ổn này, CMX này. Đấy, CMX cho anh chị nhá. Nền tích lũy này. Spin này, đúng không ạ? Đến gặp đỉnh trước rủ lại này. Gặp đỉnh trước có tiên kéo lên rất mạnh này, đúng không ạ? Chà mình trước rủ lại khối lượng gì thì như thế nào đấy ạ? Khối lượng nhỏ. Như vậy con này là hiện tại như thế đang nhận nó đang test lại khối lượng nhỏ. Đấy, chạm 10-20 rủ lại một tí, biến đổi nhỏ, khối lượng nhỏ thì cổ phiếu này là anh chị theo dõi được nhá. Có thể phiên mai vẫn có thể tham gia được. Đấy, tùy vào xem thử là nó, anh chị xem thêm cái khối lượng và anh chị xem một chart 1 giờ để tìm một cái mẫu hình nào đấy để anh chị tham gia. Đó là về nhóm anh thủy sản. Còn đó là top 3 cổ phiếu. Ngoài ra còn có các cổ phiếu thì có thể lâu hơn. Đó là ví dụ nhóm ngay nha. Nhiệt điện thì còn bao. Báo thì anh chị thấy là hôm nay nó tăng rất là tốt, khối lượng rất tốt, nhưng mà nó lên gặp vùng đỉnh trước rồi. Lên gặp vùng đỉnh trước á thì thường nó sẽ có những nhịp chứ ạ. Nhịp rủ lại, có thể test lại MA200 hoặc là tích lũy đến vùng đỉnh trước. Thì nếu trong trường hợp đó nhá, tích lũy lại thì khối lượng phải nhỏ và biến độ hẹp là anh chị sẽ có tìm được điểm vào tham gia phía sau này. Nhưng con này thì thường là nó không điên lắm. Đấy, cho nên mình cũng không thích lắm. Đấy. Hồi được giai đoạn nó phiếu nó cũng ít thôi, cũng nhiều đâu anh chị. Cho là con này hơi khó. Đấy. Thì do đó anh chị lưu ý cho mình con này. Nhiệt điện. Về nhóm ngành công nghệ thông tin á thì có con CTR, nhưng con này có lẽ rằng là mình đã nói anh chị nhiều lần rồi, nhưng mà con này thì có lẽ rằng là anh chị phải chờ hơi lâu. Do đó là anh chị nên theo dõi và anh chị xem thử là nó kéo lên vùng giá 140 nó rủ lại hay không. Hiện tại như thế này thì mình vẫn chưa ok lắm, mình thấy chưa ok lắm. Đấy. Chưa thấy ok lắm. Do đó là những chúng ta thì chơi thêm nhé, con này có thể đang còn lâu hơn. Nhóm ngành điền á, thì có con này cũng sáng hôm nay có nhiều nhà hỏi, vừa rồi nhiều nhà đầu tư hỏi này liên quan điền, đó là con về EVF, EV này, F này đúng không? Đây, nhưng mà nhịp này thì mình EVF đây. Nhịp này thì mình nghĩ rằng là anh chị không đua nữa, hơi lỏng đôi và khối lượng còn không kiệt, do đó là nó lên gặp khung kháng cự là anh chị chưa thêm. Con này có thể khả năng là cùng một cái thời gian đâu đó khoảng bằng CTR. Nếu như anh chị không mua dưới này và lên đây thì rõ ràng là anh chị sẽ không mua, nó không thể lên một mạch đâu, khó lắm. Do đó là nó lên gặp khung kháng cự là anh chị không nên đua ở đây, nó có chỉnh anh chị không mua, anh chị chơi một quá trình rủ lại nữa, anh chị sẽ tính toán nhá, rủ lại. Tức là vì đó đấy sẽ là vùng gì, đấy sẽ là vùng quả bán này, đó nhịp chỉnh này này. Và đấy sẽ là vùng như là vùng AR này, nó phải rủ lại có một tạo điểm như là ST này. Anh chị chơi điểm ST, anh chị xem được khối lượng có nhỏ hay không nhá. Đấy, con nhóm mà cũng rất nhiều anh chị ạ, còn DGC này nhiều nhà đầu tư rất hỏi, nhưng mình thì mình vẫn giữ quan điểm là nó sẽ tái tích lũy thôi. Còn lên hiện tại mình đánh giá trước các. Cái video của mình chia sẻ những cổ phiếu như vậy thôi, còn hầu hết cả cổ phiếu mình thấy rằng là anh chị có những vị thế mà ổn, anh chị công rồi con về cơ bản để theo dõi múa nhịp này ấy, thì mình thấy là chưa ổn lắm. Chứ ổn lắm anh chị ạ. Có thể là phiên mai nó có thể tăng thêm có những cổ phiếu nó tăng 2-3% thì mình không biết được, nhưng mà về cơ bản mình xem quá để mà lên được trong một cái nhịp 15-20% á là anh chị sẽ chưa có đâu. Có thể là chưa có ngoài những cổ phiếu mình vừa rồi chia sẻ. Thế nếu như anh chị thấy cổ phiếu nào đẹp, anh chị thấy nó và màu hình nó tốt á, thì anh chị có thể để lại ở phần bình luận phía dưới, chúng ta cùng trao đổi anh chị nhé. Vì cho mình xin phép dừng tại đây. Anh chị nào theo dõi kênh mà thấy những phù hợp thì anh chị nhớ đăng ký kênh, nếu như chưa đăng ký thì anh chị nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình. Và nếu như anh chị thấy những phân tích chân định phù hợp, anh chị nhớ mình một like nhé. Xin chào hẹn anh chị trong video lần sau.